Xin chào tất cả mọi người. Ở trong bài trước, bài 46, chúng ta đã học các loại động từ. Học cái bài này cho phép chúng ta biết động từ nào đưa tới COD, động từ nào đưa tới COI. Và từ cái việc đó, khi chúng ta học cái bài đại từ, cái bài pronoun đó, thì chúng ta tìm được một cái pronoun phù hợp. Ở trong bài này, chúng ta sẽ học các nhóm động từ. Học các nhóm động từ để làm gì? Là bởi vì trong tiếng Pháp có rất nhiều động từ. Ở cái trang mạng này này, commonconjugué.com mà. Conjugué là chia động từ đó, chia tức không phải lấy dao lấy kéo mà chia đâu. Chúng ta chia là je tu il, nous vous il, đó là cách chia đó. Thì làm thế nào để chia động từ thì người ta cái trang này nó nói tới có tới 12.000 động từ. Nhưng trong 12.000 động từ này thì cái trang mạng này này, Le Conjugué người ta nói là chỉ còn 8.000 động từ thôi, bởi vì trong này nó có nhiều động từ nó cùng gia đình hoặc là nó là động từ phản thân, xuất phát động từ VT thì tức là cũng là một cùng gia đình thôi. Nhưng mà trong 8.000 động từ này thì rất nhiều động từ bây giờ nó mai một rồi, nó biến đi rồi, nó không còn nữa. Chỉ còn 2.000 động từ đi vào hoạt động, 2.000 động từ. Nhưng mà chúng ta không có khả năng sử dụng hết đâu, cũng không có khả năng học hết đâu. Chúng ta chỉ cần học 500 là cao cấp rồi. Và trong 500 đó thì một thầy giáo dạy tiếng Pháp ở trên mạng rất uy tín, ông Pierre, Français avec Pierre, bạn nào mà thích vào cái trang này, ông ta giảng những cái bài rất là ngắn, 5-7 phút thôi nhưng mà rất là rõ. Thì thầy giáo này nói là chúng ta ở cái cấp này chúng ta chỉ cần học 30 động từ thôi. 30 động từ là chúng ta có thể đọc, để nói và hiểu được một số những cái công việc chính yếu ở trong cuộc sống. Thì bây giờ như vậy là học nhóm động từ để làm cái gì? Là để trong cái số 2.000 này, hoặc là 500 này này, hoặc là 30 này này, thì chúng ta không thể chia từ động từ thứ nhất. Học động từ thứ nhất chúng ta bắt đầu học je tu il, nous vous il, học cho thuộc. Xong qua động từ thứ hai chúng ta cũng làm công việc đó, thứ ba như vậy. Thì cho tới bao giờ chúng ta mới hoàn tất được việc học những con số này? Bao giờ? Mỗi ngày học một cái cũng mất 500 ngày, nhưng mà mấy ngày học một cái là mất mấy năm, thưa không? Tiếng Pháp, các động từ trong tiếng Pháp người ta chia ra làm 3 nhóm để làm gì? Một số những cái động từ mà chia giống nhau đó thì người ta gom vào thành một nhóm. Như vậy cuối cùng chỉ còn có 3 nhóm thôi. Nhóm thứ nhất gọi là premier group, là tất cả những động từ nào tận cùng bằng e, phát âm là e. Chẳng hạn như laver chúng ta học ở trong bài trước là rửa, là téléphoner là gọi điện, rồi travailler là làm việc, e. Thì tất cả những động từ nào có cái đuôi là e thì chúng ta gọi là nhóm 1. Nhóm 1 là nhóm có quy tắc, chúng ta sẽ coi ở ngay sau đây phần thứ hai. Và tất cả những động từ đó gom lại thành một cái nhóm. Nhóm này rất là lớn, đó là việc may mắn cho chúng ta. Nhóm này chia rất là dễ và lại quy tụ rất nhiều động từ, hàng mấy ngàn động từ. Như vậy là một việc dễ dàng cho chúng ta. Không thể nói hết được những cái con số này. Và bởi vì nó càng ngày nó càng phát triển ra nữa, sinh ngữ mà, sinh ngữ thì có những cái động từ nó mới nó sinh ra, những từ mới, những động từ mới sinh ra, thì những động từ mới phát sinh ra thì người ta đưa vào trong nhóm 1. Lý do là bởi vì khi mà có một từ mới, một cái động từ mới nào mới phát sinh ra thì thay vào đưa vào những nhóm nhỏ, những cái nhóm bất quy tắc thì mệt mỏi cho người học, người ta đưa vào cái nhóm mà phổ biến. Chẳng hạn như động từ này này, chúng ta có chữ surf ở trong tiếng Anh là lướt sóng, có cái ván xong người ta lướt sóng đó. Thì bây giờ mình lướt nét, người ta biến thành động từ surf đưa vào nhóm 1. Và cứ như vậy rất là nhiều, rất là nhiều. Chẳng hạn như là động từ hacke. Hacke, hack là tiếng Anh, rồi thêm cái đuôi này vào nó ra động từ hacke, tức là tin tặc đó. lấy thông tin của người khác đó. Hoặc là động từ faxe. Chữ fax là tiếng Anh là cái máy fax. Bây giờ gửi bằng fax, fax nhiều lắm, vân vân và vân vân. Vậy con số này không có giới hạn. Người ta không biết được con số bao nhiêu, chỉ biết là nó rất rất là nhiều. Cái nhóm thứ hai, deuxième group, là những nhóm động từ có cái đuôi tận cùng bằng er. Và người ta thống kê ra chỉ có 300 thôi. Bạn nào muốn có cái danh sách động từ này đó thì đánh cái chữ này này, conjugué, hoặc là verb point movi, list des verbes du deuxième group, danh sách những động từ nhóm 2. Nhưng mà thực chất là trong 300 động từ này chúng ta cũng chỉ cần học, theo kinh nghiệm của tôi, học chừng 50 thôi là cũng đủ dùng rồi. Những động từ khác nếu cần thì chúng ta tìm vào trong cái cuốn này này, cuốn chia động từ. Và
Cái nhóm thứ ba là một nhóm bất quy tắc. Bất quy tắc tức là nó chúng ta phải học từng động từ một, nó không có quy tắc. Ở trên này nó có quy tắc, dưới này không quy tắc. Qua gem group đó là những động từ tận cùng bằng ie, tận cùng bằng re, tận cùng bằng oie và một động từ duy nhất có đuôi là ee là ale. Chúng ta biết là tận cùng bằng ee là nhóm một, hàng ngàn, nhưng mà trong đó có một động từ nó là nhóm ba, đó là động từ ale duy nhất một. Thì cái nhóm này chúng ta phải học bởi vì nó có tới 370 động từ chúng ta phải học. Nhưng mà may mắn cho chúng ta, những cái động từ này á, người ta lại chia ra làm những tiểu nhóm. Group là nhóm, group, su group, su là bên dưới, su group là tiểu nhóm. Thì người ta chia ra những chục động từ này nó giống động từ kia, thì chúng ta cứ chia theo động từ đó mà học. Đó là cái công việc của cái cuốn này này, người ta chia ra cho mình. Rồi những nhóm khác, mấy chục động từ khác lại giống một cái động từ khác, chúng ta chia theo như vậy, chứ không phải học từng động từ một. Thì trong tiếng Anh có tới 210 mấy động từ bất quy tắc phải không? Chúng ta phải học. Ở đây chúng ta chỉ học chừng một số các cái động từ mà trong cái cuốn này người ta giới thiệu cho mình. Sau đây tôi xin hướng dẫn các anh chị chia động từ nhóm 1. Động từ nhóm 1 là những động từ có cái đuôi là ee. Tôi lấy động từ một động từ để làm ví dụ nhé. Chẳng hạn động từ parler, tiếng Anh là to speak. Thì chia động từ parler này chúng ta chỉ chia cái đuôi này thôi, chia cái khung này thôi. Còn phần trước để nguyên, cái phần trước người ta gọi là căn. Cái động từ này có 4 cái từ P-A-E-N, có động từ chỉ có 3, động từ lại có 5-6, tùy cái động từ nó dài hay ngắn đó, thì chúng ta gọi cái phần đằng trước này gọi là căn. Thì khi chia động từ nhóm 1 chúng ta làm như sau: chúng ta ghi các cái chủ ngữ vào je, tu, il, nouveau, in, sau đó chúng ta đưa cái căn xuống, đưa cái căn xuống. Và cái công việc chia là như thế này này: ngôi thứ nhất chúng ta để ơ, ơ thứ hai là ES, ngôi thứ hai số ít đó. Ngôi thứ ba số ít ơ, ngôi thứ nhất số nhiều O N S, ngôi thứ hai số nhiều ơ Z, ngôi thứ ba số nhiều ơ N T. Ghép vào với đây nó sẽ phát âm như sau: je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Tôi đọc một lần nữa rồi các bạn nhận xét như thế này: je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Các bạn sẽ thấy có một cái điều gì cần để ý: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều. Bốn cái vị trí này phát âm giống hệt nhau, do đó chúng ta phải để ý nó có chỗ này thêm S, chỗ này thêm NT này. Tôi đọc lại xem các anh chị để ý: je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Cái bốn vị trí này giống hệt nhau nhé. Xin để ý, những người mới học thì chưa quen á, thấy cái này đọc là lăng, parlons, parlons thì nó không phải là ra động từ nhóm 1, nó ra cái chữ khác rồi. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Và chúng ta cần học cái khung này này. Người ta gọi là bộ đuôi, một cái bộ ở đuôi chữ, tiếng Pháp gọi là terminaison. Học thuộc cái bộ đuôi này, sử dụng được cái bộ đuôi này, chúng ta xử lý được rất nhiều động từ nhóm 1, rất nhiều, như chúng tôi nói ở phần trước, hàng trăm, hàng ngàn động từ. Lúc nãy tôi có giới thiệu một cái cuốn, thì cuốn này gọi là cuốn chia động từ, nó hơi mờ, tôi viết lên bảng La de conjugué. Conjugué là chia động từ, chia như thế này ạ: La là nghệ thuật chia động từ. Thì chúng ta có thể tải miễn phí ở trên mạng về cái cuốn này. Cái cuốn này nó làm như thế này này: ở phía sau nó gần như là một cuốn từ điển đó, mấy ngàn động từ này. Thì chúng ta không biết chia động từ, chúng ta tìm cái chữ đó như tìm từ điển đó, rồi nó quy chiếu tới một cái trang nào đó. Chẳng hạn nó quy chiếu tới cái trang 20, nó ra động từ này, thì chúng ta biết là chia giống kiểu này. Nó ra một cái động từ khác, chúng ta chia theo cái động từ đó. Khi động từ nhóm 1 á, một trang đầu tiên chia giống như thế này. Nó còn có một số trang chia theo những cái động từ nhóm 1 đặc biệt mà chúng ta sẽ học trong mấy cái bài ngay sau đây. Động từ nhóm 2 thì nó có hai trang, hai động từ. Nó có quy tắc mà, nhưng mà động từ có mở đầu bằng một phụ âm bình thường và một động từ mở đầu bằng ascom người ta cho mình. Ngoài ra cái bảng mà gọi là động từ nhóm 3 bất quy tắc, 370 động từ bất quy tắc đó, người ta sẽ chia ra làm 60 tiểu nhóm. Chúng ta chỉ cần học 60 động từ đó là chúng ta xử lý được 370 động từ nhóm 3. Chỉ cần học 60 thôi thì nó sẽ ra tất cả cái danh sách. Đó là tôi giới thiệu cái cuốn này nha. Bây giờ chúng ta trở lại động từ parler. Chia như thế này:
là rất đúng, nhưng mà đặt câu không có được, bởi vì chúng ta vẫn thiếu cái chuyện chúng ta nói ở trong cái bài trước đó, chúng ta chưa biết nó thuộc loại động từ gì. Thì động từ này đặc biệt là nó thuộc VI, nó vừa là VI, vừa là VT, vừa là VTI. VI là gì ạ? VI là không có đối tượng. Chẳng hạn như mấy anh chị coi ba câu tôi viết lên bảng nhé. Il parle bien, il parle peu, mais il parle bien. Anh ta nói ít thôi, mà nói đàng hoàng, nói đâu ra đó, nói một cách đàng hoàng. Bien là tốt, well. Anh ta nói ít mà nói đâu ra đó, nói rất đàng hoàng. Như vậy đây không có đối tượng, chỉ nói là anh ta nói thôi. Câu thứ hai, son fils ne parle pas encore. Ne pas encore là chưa, con trai của anh ta chưa nói được, 2 tuổi rồi chưa biết nói. Ý nói là vẫn chưa phát âm ra được như chúng ta đó. Vậy không có đối tượng, là VI. Và câu thứ ba này, in parle pas si nhỉ. In là những người số nhiều, họ nói với nhau, họ nói chuyện bằng dấu si nhỉ. Tức là những người này là những người khiếm thính đó, câm điếc, họ không biết nói như chúng ta, họ ra dấu. Thì tiếng Anh là to use sign language, ra dấu gì đó, tôi không có biết cái ngôn ngữ đó. Như vậy ở đây không có đối tượng ạ, không có đối tượng. Cái này là bằng phương thế này, cái này là nói chung chung này, cái này là cách manier chúng ta học ở trong bài trước đó. Như vậy những cái này gọi là circonstance thôi, không có đối tượng. Đối tượng là phần thứ hai này. Parlez-vous chinois? Bạn có nói được tiếng Hoa không? Đây là đối tượng của động từ nói, phải không ạ? Đối tượng, bạn có nói được cái này không? Parlez-vous chinois? Oui, un peu, tôi nói được một chút. Hoặc là câu thứ hai, il parle anglais comme sa langue maternelle. Anh ta nói tiếng Anh hệt như là anh ta nói tiếng mẹ đẻ của anh ta. Người này nói tiếng Anh rất là giỏi. Như vậy đây là đối tượng của động từ này. Tiếng Hoa là đối tượng của động từ parler, tiếng Anh là đối tượng của động từ parler. Bây giờ chúng ta có cái chức năng thứ ba là VI. Xin lỗi, VTI. VTI là ngoại động từ gián tiếp. Je parle à mon père de mon voyage à Huế. Tôi nói với ba tôi đang nói chuyện với ba tôi về chuyến đi chơi, chuyến đi du lịch ở ngoài Huế của tôi. Như vậy ba tôi là COI, do có cái giới từ à, nói về chuyến du lịch của tôi ngoài Huế, nó là COI luôn, bởi vì nó có chữ the, giới từ the. The này không phải là của đâu nhé, the này trong tiếng Anh là about, nói về. Tôi xin nhắc lại một cái chuyện nhỏ nhỏ đã nói ở trong lần trước rồi, sợ có người mà quên hoặc là chưa thấy nhé. Chúng ta viết cái chữ này này, QN này, là viết tắt của Kenka. Kenka là một ai đó, somebody hoặc là someone này. Quelque chose là viết tắt của QCS, viết tắt của quelque chose, QCS là something. Như vậy khi chúng ta học động từ, chúng ta học chia và viết luôn cả cái loại từ, loại động từ này ra để chúng ta có thể đặt câu được. Bây giờ chúng ta chia ba cái động từ mà chúng ta đã gặp ở trong bài 46, động từ laver, nó là VT, rửa hoặc là giặt. Chúng ta thêm cái bộ đôi vào, je lave, tu laves. Il lave, nous lavons, vous lavez, il lave. Động từ travailler thì lại là động từ VI, không có đối tượng. Je travaille, tu travailles, il travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Động từ téléphoner thì nó lại là VTI, gọi điện thoại cho ai. Chúng ta cũng đưa cái bộ đôi vào, je téléphone. Tu téléphones, il téléphone. Nous téléphonons, vous téléphonez, il téléphone. Như vậy chúng ta thấy khi nào gặp động từ VT, mình viết VT vào là chắc ăn luôn. Chỉ thêm cái đối tượng vào, thế là nó xong. Gặp động từ VI cũng rất là thoải mái. Chúng ta ghi này vào là sau đó không có đối tượng gì hết. Riêng cái động từ này, chúng ta để như thế này cũng được. Mà để này nó không có rõ lắm. Bởi vì đi sau đó nó là một giới từ, có khi là a, có khi là the. Chúng ta nên viết như thế này, téléphoner à Kenka. Thì nó rõ hơn là để này. Bởi vì để này là chắc chắn chúng ta hiểu nó là VTI rồi. Còn cái này chúng ta rất cần để là VT. Khi để này ra là chúng ta rất là thoải mái để mà đặt câu. Tôi xin chào tất cả các anh chị.